Asian Cup đang diễn ra với những diễn biến vô cùng hấp dẫn. Hai ông lớn hàng đầu của bóng đá châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc đang trải qua những trận đấu không mấy thuận lợi. Trái ngược với những dự đoán ban đầu của giới chuyên môn, họ không thể dễ dàng giành được những chiến thắng và phải rất chầy chật để có thể tìm được tấm vé đi tiếp. Kết thúc vòng bảng, cả Nhật và Hàn Quốc đều đi tiếp với vị trí thứ hai bảng đấu của mình. Song hành với những bất ngờ đó, tuyển Thái Lan cũng đang tạo nên những điều đặc biệt tại Asian Cup lần này. Rơi vào một bảng đấu với nhiều đối thủ khó nhằn như Ả Rập Xê Út, Oman và Kyrgyzstan, Thái Lan vẫn có một chiến dịch vòng bảng vô cùng thành công khi có cho mình 3 trận bất bại liên tiếp và có được tấm vé đi tiếp với vị trí thứ hai. Hầu hết những đại diện của Đông Nam Á đã rơi rụng và không tạo nên được quá nhiều bất ngờ. Thế nhưng Thái Lan đã có một giải đấu thi đấu hết sức tự tin để thể hiện vị thế anh cả của bóng đá Đông Nam Á. Vậy thì điều gì mang đến sự tự tin này cho tuyển Thái? Đây mới chỉ là lần thứ 3 voi chiến vượt qua vòng bảng Asian Cup trong tổng số 8 lần tham dự. Cần phải nói rằng trước khi tham dự giải đấu, Thái Lan vốn không được đánh giá cao về khả năng đi tiếp, bởi nền bóng đá nước này đang trải qua vô số những bất ổn, đặc biệt là việc thiếu vắng đi nhiều trụ cột quan trọng. Trước giải đấu, Chanathip và Terasin Dangda đều vắng mặt vì những chấn thương. Trong khi đó, một ngôi sao sáng khác là Ekanit Banya lại từ chối tập trung đội tuyển quốc gia để phục vụ cho giai đoạn quan trọng của mùa giải cùng Urawa Red Diamonds. Tuyển Thái Lan cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho Asian Cup lần này. Trong khi các đội tuyển khác có từ 3 đến 4 tuần để tập trung thì họ chỉ có đủ quân số đúng một tuần trước giải. Thái Lan cũng là tập thể đến Qatar muộn nhất. Họ chỉ có mặt ở quốc gia vùng Trung Đông 2 ngày trước lễ khai mạc. Đến với Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan bị đặt rất nhiều hoài nghi, đặc biệt trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Nhà cầm quân người Nhật Bản được lựa chọn thay thế huấn luyện viên Manu Pongking sau những kết quả không như kỳ vọng ở vòng loại World Cup 2026. Đặc biệt thất bại trước Trung Quốc trên sân nhà dẫn đến quyết định sa thải của Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ông EC chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ tháng 12. Ông chỉ có chưa đầy một tháng để chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Thậm chí chiến lược gia này còn bị hoài nghi về năng lực khi đã để thua 0-5 trước Nhật Bản trong một trận giao hữu. Ngoài những dấu ấn về chuyên môn, huấn luyện viên EC cho thấy ông rất giỏi trong việc chiếm được lòng tin cầu thủ. Màn thể hiện của Thái Lan trong những trận đấu đã qua cho thấy sự quyết tâm, đồng lòng của cả tập thể. Thực tế, chất lượng và đẳng cấp của các cầu thủ Thái Lan là điều không phải bàn cãi. Họ cần một huấn luyện viên hiểu được cầu thủ và quan trọng là chọn một lối chơi phù hợp khi vươn ra tầm châu lục. Lúc này, với sự xuất hiện của nhà cầm quân Nhật Bản trên băng ghế chỉ đạo, Thái Lan hoàn toàn có thể mơ tới những mục tiêu xa hơn, không chỉ đơn thuần là vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023. Với những khởi đầu khó khăn về mặt chuẩn bị lẫn lực lượng, Thái Lan không bị đặt quá nhiều áp lực phải giành chiến thắng ở giải đấu. Hơn thế nữa, việc đòi hỏi tân huấn luyện viên EC có thể giành được danh hiệu ngay trong giải đấu đầu tiên của mình cùng đội tuyển là điều bất khả thi. Chính vì vậy mà khi bước vào giải đấu này, voi chiến tham gia với tâm thế hết sức thoải mái và thi đấu như chẳng còn gì để mất. Với một đội hình chưa phải là mạnh nhất, huấn luyện viên EC đã có những thay đổi vô cùng phù hợp qua từng trận đấu. Điều này cũng cho thấy khả năng ứng biến vô cùng tuyệt vời của huấn luyện viên người Nhật Bản. Trận mở màn, đoàn quân của huấn luyện viên Masatada EC giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Kyrgyzstan. Đó là trận đấu mà voi chiến thể hiện được bản lĩnh của mình. Trong một thế trận cân bằng về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số pha dứt điểm, Thái Lan cho thấy sự hiệu quả khi chỉ cần 3 lần dứt điểm đi trúng đích, họ đã có cho mình 2 bàn thắng. Và ở lượt trận thứ hai, huấn luyện viên EC tỏ rõ mục tiêu giành một điểm và điều này được thể hiện ở lối chơi thực dụng mà họ đã thể hiện suốt trận đấu. Kết quả là họ đã thành công với ý đồ của mình khi cầm hòa Oman với tỷ số 0 đều. Kết quả hòa trước Oman giúp Thái Lan chắc suất đi tiếp. Chính vì vậy mà ở lượt trận đấu cuối cùng gặp Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên EC chỉ tung ra một đội hình chỉ gồm các cầu thủ trẻ. Ấy vậy thì họ vẫn thu về được một trận hòa trước đối thủ từng đánh bại Argentina tại World Cup 2022. Thêm một điều nữa là dù đang ở một giai đoạn vô cùng bất ổn ở bộ máy lãnh đạo, thế nhưng chất lượng cầu thủ của Thái Lan chưa bao giờ bị suy giảm. Dù không có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng như các đối thủ khác, thế nhưng với trình độ của mình, các cầu thủ nhanh chóng cho thấy sự bắt nhịp về lối chơi để tạo nên những thành tích ấn tượng trong quãng thời gian vừa qua. Sự tự tin của các cầu thủ Thái Lan cũng được rèn luyện khi còn là những cầu thủ nhí. Thời điểm năm 2016, Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã kết hợp với Tổng cục Thể thao Thái Lan cho ra đời giải đấu trẻ Thái Youth League với thể thức thi đấu vòng bảng 2 lượt ở 8 khu vực rồi mới thi đấu vòng chung kết với thể thức knockout 2 lượt cho các lứa tuổi U13, U15, U17 và U19. Các nguồn tài trợ cho bóng đá trẻ từ đó cũng tăng lên không ngừng. Điều này giúp cho các cầu thủ nhí có điều kiện được thi đấu và va chạm thường xuyên, khiến bản lĩnh sân đấu sớm được tích lũy. Một đội trẻ của các câu lạc bộ Thái Lan có thể thi đấu 14 trận tại vòng bảng, chưa tính những trận tại vòng chung kết. Điều này đồng nghĩa với việc một cầu thủ trẻ có thể thi đấu gần 20 trận chuyên nghiệp trong một mùa giải, chưa bao gồm các trận đấu ở các cấp độ trẻ quốc gia. Con số vượt trội hơn rất nhiều so với Việt Nam ở thời điểm đó. Việc được thi đấu với thể thức và độ chuyên nghiệp không kém gì các đàn anh, giúp các cầu thủ trẻ Thái Lan sớm trau dồi được sự tự tin. Vốn dĩ trước khi Thái Youth League ra đời, Coke Cup cũng được duy trì hàng năm để tạo điều kiện cho các lứa cầu thủ U17 và U19 có điều kiện cọ sát. Một yếu tố nữa chính là việc Thái Lan cũng rất đề cao phát triển bóng đá học đường, điều đã làm nên thành công những năm vừa qua của bóng đá Nhật Bản. Sarak Yujen hay Chanathip Songkrasin, hai ngôi sao của bóng đá Thái Lan đều được phát hiện ra theo cách này.
Thời gian đi học của một học sinh Thái Lan bắt đầu từ 8 giờ đến 14 giờ 30. Có nghĩa là sau quãng thời gian này, lớp trẻ của Thái Lan có thể tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau và bóng đá là một trong số đó. Ngoài ra, các trường học cũng được yêu cầu tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho học sinh rèn luyện thể thao. Chính vì vậy mà chất lượng các cầu thủ Thái Lan ngày một tăng lên. Đó chính là lý do nhiều gương mặt tiêu biểu của bóng đá xứ sở Chùa Vàng xuất ngoại, thi đấu và thành công. Ví dụ tiêu biểu là Chanathip Songkrasin và Theraton Bumathan. Ở J-League 1 2019, họ được Hiệp hội Phóng viên Nhật Bản vinh danh trong đội hình ngoại binh xuất sắc nhất mùa giải năm đó. Điều này trái ngược hoàn toàn so với những trường hợp cầu thủ Việt Nam sang thi đấu ở xứ sở mặt trời mọc. Ngoài Nhật, cầu thủ Thái Lan cũng có nhiều thành công ở Hàn Quốc. Dù trải qua một giai đoạn khó khăn của bóng đá nước nhà, thế nhưng chất lượng cầu thủ cùng với nền tảng vững chắc đã được gây dựng trong nhiều năm qua, Thái Lan đang tạo nên những cột mốc vô cùng ấn tượng ở giải đấu lần này. Huấn luyện viên EC cũng không giấu giếm tham vọng tại Asian Cup năm nay. Với những gì đã thể hiện, tôi có thể tự tin nói rằng mục tiêu của chúng tôi giờ đây đã thay đổi. Thái Lan không chỉ vào vòng 1/8 mà còn muốn vào đến những vòng đấu cuối cùng của giải. Tuyển Thái Lan sẽ làm hết sức và các cổ động viên có thể tự hào về đội tuyển của mình. Trước Thái Lan vẫn là những trận đấu vô cùng quan trọng. Nếu cứ tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng này, họ sẽ còn tạo nên được những điều đặc biệt tại Asian Cup và khẳng định được vị thế của bóng đá Đông Nam Á ở đấu trường châu Á. Có thể nói rằng, Thái Lan xứng đáng là anh cả của nền bóng đá khu vực.